Dạ rồi, mã số 76 nha, là một phôi mai chú thị lá trung nha đây nha. Hoành gốc 20. Hoành 20. Cây cao 27. Cao 27 nha. Cây nằm trong lòng chậu 26. Rồi, 700k bao ship. Mã số 76 là một cây mai chú thị nhà vườn con giao lưu nhanh 700 bao ship. Dọn vườn nhanh chỉ 700 bao ship. Cây này cây lá trung nha cả nhà. Mai chú thị lá trung. Chỉ có 700 bao ship, giá quá là mềm. Bữa nay nó cũng đốt pháo luôn hả? Sắp tốt rồi chín. Dọn vườn nhanh 700 bao ship. Mai chú thị lá trung nha. Nhà mình xem tham khảo luôn, hữu duyên ủng hộ nhà vườn luôn nha. Rồi, mã số 440 là một phôi linh sam đao điểm nha. Phôi quái. Hoành chỗ đo 19. Hoành chỗ đo 19 nha. Cây cao tới đầu thân chính là 15. Cao đến đầu thân chính cây 15. Cây cao tới ngọn 30. Cây nằm trong lòng chậu 28. Rồi, cây này nhà vườn giao lưu nhanh là 400k bao ship nha. Ở đây nó có một cái khô lũa ở đây nha. Có một mặt khô lũa ở đây, cái này về mình tạo lũa luôn. Đó. Mã số 440 là một cây linh sam đao điểm. Nhà vườn con giao lưu nhanh 400 bao ship. 400 bao ship nha, co quái luôn. Dọn vườn nhanh chỉ có 400 bao ship, giá quá là mềm luôn. Cả nhà xem tham khảo ủng hộ nhà vườn con nha. Dạ rồi, mã số 203 nha, là một cụm rừng cẩm thị liền cốt luôn nha. Sống khỏe rồi, cái này bên em chưa có vô dây. Con đo cái hoành thân bên kia thôi, khỏi đo tổng hoành được. Đó, cái hoành thân lớn thôi. Hoành thân lớn 23. Hoành thân lớn 23. Cao đến đầu thân chính. Cây cao 24. Cao 24. Cây nằm trong lòng chậu 76. 76. 76 nhân cho 19. 76 nhân 19 nha. Cái này thì bên em cũng nuôi cái khay tạm thôi nha. Rồi, cái này nhà vườn em giao lưu nhanh là 800k bao ship nha. Mã số 203 là một cây cẩm thị nhà vườn con giao lưu nhanh 800k bao ship. Cụm rừng này quá độc luôn đó nha. Để sống khỏe rồi. Rất là đẹp mà cũng rất là lạ. Chỉ có 800 bao ship. Cái này về mình nuôi mình làm rừng là bá cháy rồi. Nhất cái nách. Nhất cái nách luôn, mua thuốc về uống luôn. Rồi, cho mình xem tham khảo luôn nha, hữu duyên ủng hộ nhà vườn luôn. Mã số 843 nha, là một cụm rừng sam hương Đài Loan bám lũ nha. Thôi con đo, khỏi đo tổng hoành này con đo cái hoành hoành chính này chỗ này thôi. Đó. Hoành chính 14. Hoành ngay chỗ đo 14 nha, cây cao. Cây cao 76. Rồi con đo cái khay. 87. Khay 87 nha. 87 nhân cho 23. Rồi, cụm này nhà vườn giao lưu là 1 triệu rưỡi bao ship nha. 1 triệu rưỡi bao ship cây sam hương Đài Loan. Rồi, cụm rừng sam hương Đài Loan này bám lũa nha, rất là VIP luôn. Mã 843 là một cụm rừng sam hương Đài Loan, nhà vườn con giao lưu nhanh 1 triệu rưỡi bao ship. Cụm này bám lũa ok luôn nha. Cái lũ này là lũ bình linh nha cả nhà. Lũ bình linh. Lũ này hồi đó là em ghép len. Cuối cùng em dẹp len qua một bên, em lấy sâm hương em ghép lên luôn. Rồi, cho mình xem tham khảo luôn nha, hữu duyên thì ủng hộ nhà vườn luôn. Mã số 986 nha, là một cây sam núi trái phong bay thiên nhiên luôn. Cây khai thác nha. Hoành gốc đo được là hoành gốc là 9 nha. Chiều phóng là 80. Chiều phóng 80 nha. Cây cao 27. Cao 27. Cây nằm trong lòng chậu 30. Chậu 30. Rồi, 1 triệu 2 bao ship nha cả nhà. Nhà vườn con giao lưu nhanh cây sam núi trái mã số 986. Dọn vườn nhanh 1 triệu 2 bao ship. Dọn vườn nhanh cây sam núi mê tông cao giống em. Dạ ship. Chào anh Dũng nha. Rồi, 1 triệu 2 bao ship nha, 986.
Dọn vườn nhanh chỉ có 1,2 triệu bao ship. Sam núi trái luôn, đang làm trái luôn nha. Nhà mình xem tham khảo hữu duyên thì ủng hộ nhà vườn luôn. Dạ rồi, mã số 819 nha, là một cây phôi mai chiếu thủy lá nhỏ nha. Hoành gốc đo được là 20. Hoành gốc đo được là 20, cây cao. Cây cao 30. Cây cao 30. Cây nằm trong lòng chậu 25. Rồi, cây này nhà vườn giao lưu là 700k bao ship nha. Mã số 819 là một cây mai chú thủy nhà vườn con giao lưu nhanh 700k bao ship. Dạ chào anh Dũng Garden Bonsai nha. Dọn vườn nhanh luôn 700 bao ship. Bưng cái rừng sam hương bữa sao. Bên em sẽ lên cây sam hương anh tham khảo nha. Em nhắn tin cho anh Vũ Lê cho. Dạ bên em có nhắn tin cho anh Vũ, có gì anh Vũ nhận thông tin anh Vũ ok lại giúp tụi em nha. Mã số 819 là một cây mai chú thủy nhà vườn con giao lưu nhanh 700 bao ship. Cả nhà xem tham khảo ủng hộ nhà vườn con nha. Dạ rồi, mã số 814 nha, là một cây sam núi trái form thiên nhiên sống khỏe luôn. Cây này cây này nó đã sống khỏe chưa? Hoành gốc 7. Chắc tầm 7. Cây cao 71. Cao 71 nha. Cây nằm trong lòng chậu 30. Nằm chậu 30. Rồi cây này 1,1 triệu bao ship nha. Mã số 814 là một cây sam núi trái nhà vườn con giao lưu nhanh 1,1 triệu bao ship. Dạ sam trái mà bây giờ to hơn thì cũng khó lắm anh. Dạ em rất cảm ơn anh Lê Hưng nha, có dịp ghé nhà vườn. Dạ rồi, nếu mà hữu duyên thì ghé nhà vườn em giao lưu nha. Rất cảm ơn anh Hưng nhiều luôn. Mã số 814 là cây sam trái nhà vườn con giao lưu nhanh chỉ có 1,1 triệu bao ship, dọn vườn nhanh luôn. 1,1 triệu bao ship cho cây sam trái này. Rồi nhà mình xem tham khảo luôn nha. Mã số 703 là một cây sam núi trái form thiên nhiên. Cây này cây khai thác nha cả nhà. Cây đang làm trái luôn. Hoành gốc đo được là 10. Hoành gốc đo được là 10. Cây cao 62. Cao 62. Cây nằm trong lòng chậu 30. Rồi, 1,2 triệu bao ship nha. Dọn vườn nhanh 1,2 triệu bao ship cho cây sam núi trái mã số 703. Nhà mình xem tham khảo luôn. Mã số 703 là một cây sam núi trái nhà vườn con giao lưu nhanh chỉ có 1,2 triệu bao ship. Anh Vũ ơi, tham khảo cây này anh Vũ ơi. Dọn vườn nhanh 1,2 triệu bao ship luôn. Sam núi trái nha. Rồi nhà mình xem tham khảo. 800k chốt. Dạ em rất cảm ơn anh nha. Giá đó thì em chưa giao lưu được anh nha. Rồi rất cảm ơn anh. Dạ rồi, mã số 15 là một cây linh sam đao điểm nha. Sống khỏe, cây quái nha. Tổng hoành 30. Rồi, con đo trên cái cổ. Trên eo là 14. Rồi, 14. Cây cao 38. Cây nằm trong lòng chậu 30. Rồi, 500k bao ship nha. Mã số 15 là một cây linh sam đao điểm nhà vườn con giao lưu nhanh 500 bao ship. Quá mềm luôn cả nhà. Quá mềm luôn. 500 bao ship. 500 bao ship. Nhà mình xem tham khảo luôn nha, hữu duyên ủng hộ nhà vườn luôn. Rất chi là mềm luôn cả nhà ơi. Cây siêu đẹp luôn. Chỉ có 500 bao ship thôi. Được, ok. Ừ, sao không được. Rồi nhà mình xem tham khảo luôn nha, hữu duyên thì ủng hộ nhà vườn luôn. Dạ rồi, mã số 460 nha, là một cụm vú bò form thiên nhiên, sống khỏe luôn nha. Cụm này chung cốt luôn. Tổng hoành 48. Tổng hoành 48 nha. Cây cao 50. Cao 50. Bầu đất 26. Bầu đất 26 nha. Nhà vườn con giao lưu nhanh. Rồi, 350 bao ship nha. 350 bao ship. Mã số 460 là một cụm vú bò nhà vườn con giao lưu nhanh 350 bao ship. Rồi, 350 bao ship, dọn vườn nhanh luôn đó nha. Cụm vú bò form thiên nhiên sống khỏe nha. Dọn vườn nhanh chỉ có 350 bao ship thôi. Quá mềm cho một cuộc tình nha cả nhà. Này về mình lên chậu thêm chất trồng nữa là ok luôn.
Rồi mình xem tham khảo luôn nha, hữu duyên ủng hộ nhà vườn luôn. Dạ rồi, mã số 731 nha, là một cây vú dĩa bạch chỉ nha cả nhà. Cây này có hoành gốc đo được là 38 nha. Cây cao 92. Cao 92 đến đầu thân chính nha. Bầu đất 40. Nhà vườn con giao lưu rồi. Cây vú dĩa bạch chỉ này 1 triệu bao ship. 1 triệu bao ship. Nhanh giao dọn vườn luôn. Mã số 731 là cây vú dĩa bạch chỉ, nhà vườn con giao lưu nhanh 1 triệu bao ship. Cả nhà xem tham khảo hộ nhà vườn con nha, 1 triệu bao ship. 1 triệu bao ship nha cả nhà. Chi làm mềm luôn này, dọn vườn nhanh luôn này. 1 triệu bao ship, cây siêu to siêu đẹp. Sang vô xoay qua vòng ở mặt sau ấy. Rồi bên em xoay qua cái mặt sau cái nhà mình tham khảo nha. À, hai mặt đều ok nha. Đó, nhà mình xem tham khảo luôn. Rồi quay trở lại. Lót lại nè. Rồi nhà mình xem tham khảo luôn nha. Hữu duyên thì ủng hộ nhà vườn luôn. Dạ rồi, mã số 406 nha, là một cây quýt rừng hai thân chung cốt luôn, form thiên nhiên sống khỏe nha. Cây này thì sơn mới xuống lá và tỉa dâm tỉa gai, bây giờ là ok rồi. Tổng hoành 20. Sơn cũng mới sang chậu thôi nha. Tổng hoành là 20, hoành lễ 8. Cây cao 83. Cao 83. Cây nằm trong lòng chậu 24. Rồi cây này giao lưu nhanh cây quýt rừng 600k bao ship cả chậu nha. 600k bao ship cả chậu. Cây này thì sơn mới thay chậu nhưng mà không có tác động gì nhiều nha, nói chung là vẫn giữ nguyên cái bầu đất bỏ vô thôi, nên là mình yên tâm không vấn đề gì cả nha. Mã số 406 là cây quýt rừng, nhà vườn con giao lưu nhanh 600 bao ship cả chậu. Giao lưu nhanh bao ship cả chậu luôn. 600k bao ship nha, cho cây quýt rừng form thiên nhiên này rất là ok luôn này. Sơn cũng mới tỉa ra ok luôn nha. Rồi giờ mình xem tham khảo luôn, hữu duyên ủng hộ nhà vườn luôn nha. Rồi mã số 350 là một cây găng vàng. Găng này là găng lá chân vịt nha cả nhà. Cây quái luôn. Mã số là 350. Tổng hoành đo được 60. Tổng hoành đo được 60. Cây cao 34. Cao 34. Cây nằm trong lòng chậu 34 nhân 22. 34 nhân 22 lọt lòng nha. Rồi 1 triệu 2 bao ship. 1 triệu 2 bao ship cho cây găng vàng. Mã số 350, 1 triệu 2 bao ship cả chậu luôn nha. 1 triệu 2 bao ship, rất chi là mềm luôn này cả nhà. Dọn vườn nhanh 1 triệu 2 bao ship cả quá chậu mềm luôn. Để em kiểm tra cái chậu thử còn nguyên không nha. Tại vì nhiều khi rồi chậu này còn nguyên nha, nhưng mà mình không bao chậu nha. Nói chung là nhà vườn vẫn gửi cái chậu đi, nhưng mà lỡ có sự cố thì anh em cũng vui vẻ nha. Nói chung là bên em cũng sẽ cố gắng bảo vệ cái chậu, nhưng mà có sự cố thì anh em cũng vui vẻ mình thay chậu mới nha. Mã số 350 là một cây găng vàng, nhà vườn con giao lưu nhanh 1 triệu 2 bao ship. Dọn vườn nhanh 1 triệu 2 bao ship luôn. Rồi nhà mình xem tham khảo luôn nha, hữu duyên thì ủng hộ nhà vườn luôn. Dạ rồi, mã số 997 nha. 997 là một cây vú bò form thiên nhiên sống khỏe nha, cụm chung cốt luôn. Tổng hoành đo được là tổng hoành 50. Tổng hoành 50 nha. Cây cao 45. Cao 45. Bầu đất 30. Nhà vườn con giao lưu nhanh 300k bao ship cho cây vú bò. Mã số 997 chỉ có 300k bao ship. Dọn vườn nhanh luôn nha cả nhà. Dọn vườn nhanh 300k bao ship luôn. Nhà mình xem tham khảo luôn, cụm chung cốt nha. Mã số 799 là một cây vú bò, nhà vườn 997 con giao... 997 là một cây vú bò, nhà vườn con giao lưu nhanh 300k bao ship. Chỉ có 300k bao ship thôi nha. Rất chi là mềm luôn. Cái này về mình chỉ việc lên chậu thêm chất trồng nữa là ok luôn.